ta đang ở đường Huỳnh Văn Bánh, phường 12 quận Phú Nhuận. Hôm nay chúng ta sẽ cùng thưởng thức, khám phá cái món ăn ngon tại đây đã hơn 60 năm rồi, gia truyền của ba đời. Đây là quán mì da Phùng Ký tại số 226 Huỳnh Văn Bánh, phường 12 quận Phú Nhuận. Và quán nó nằm ngay góc ngã ba của Hồ Duy Chánh và Huỳnh Văn Bánh nha các bạn. Mì da Phùng Ký nổi tiếng gia truyền đã hơn 60 năm của gia đình một người gốc Hoa ở tại quận Phú Nhuận. Thì nhìn các bạn có thể thấy phong cách cách trang trí tủ này là rất là quen thuộc của người gốc Hoa. Và mì ở đây chỉ có giá là từ 22 tới 27 ngàn thôi. Menu trên tường của quán mì Ký đây, mì hành thánh nè, những mì dắt, mì xương, mì xá xíu, là hủ tiếu, bánh mì bò kho. Mì trứng bò kho chỉ có giá từ 22 tới 25 ngàn thôi, rất là rẻ. Và đây là cái bếp của quán mì Phùng Ký mì da. Đây, quán bán từ 6 sáng tới 12 giờ trưa và chiều là 4 giờ chiều tới 8 giờ rưỡi tối nha các bạn. Đây là không gian của quán đây, rất là giống cái phong cách nhà cửa quán xá của người Hoa bên quận 5. Đây là cái khay cô đường bún hủ tiếu và mì, khách gọi sẽ được trụng vào trong cái nồi nước sôi này cho mì và hủ tiếu hoặc là bún sẽ chín. Ở bên này sẽ là những cái thành phần chủ yếu của những cái món tại quán, nên mang về sẽ bỏ vào mì. Và phía sau cái quầy đựng bún hủ tiếu thì sẽ đây sẽ là nồi nước chân, nồi nước súp của cô phụ bếp và đang những đầu bếp tại người nhà chờ quán mì da Phùng Ký. Mọi người thay phiên nhau, người thì sẽ bỏ những cái thành phần nguyên liệu vào tô mì, người sẽ phụ để trụng mì và người có thể trụng rau, giá hoặc là rau, mọi người đều có thể làm được. Với ba cô hai dắt hả chị? Lấy ít xíu xíu thôi, đừng lấy nhiều. Hôm qua còn 10 giờ ba dắt. Có gì đó. Đây là mì gì em? Mì vắt bò kho. Mì vắt bò kho. Mì vắt bò kho thì nó có bánh mì. Đây là nước nhân của món hủ tiếu. Những nhân viên của quán Phùng Ký mì da, ai làm cũng mang
mang bao tay hết này. Đây nhân viên của Phùng Ký Mì Gia đang thêm cái nước hủ tiếu nước súp đây, nước nhân của món hủ tiếu muốn mấy những món mì đây. Đây là cái nồi bò kho thật là lớn, đây những cái bò kho đã chín ở đây. Khi mà chúng ta thích ăn xương lại thịt thì sẽ có mì xương, mì bánh, mì bò cái về nha. Ký Mì Gia gia truyền ba đời, một người gốc Hoa tại Phú Nhuận. Đây là những cái này mì gói bò kho, mì gói bò kho rất vừa gọi đây. Đổi lại ở đây chắc cơ đổi đi nè, đẩy đi nhiêu bánh mì bò, bao nhiêu bánh mì bò. Chị Phùng là chủ quán áo xanh. Món ăn của gia đình gốc Hoa đã qua 4 đời, 3-4 đời là hơn 60 năm rồi. Và giá chỉ có từ 22 tới 27 ngàn thôi. Tất cả những món mì hành thánh, mì hủ tiếu của gia đình nhà chị Phùng hơn 60 năm. Rồi chúng ta sẽ còn có một cô khách mới ăn xong tại quán Phùng Ký Mì Gia. Và cô chào cô, cô có hay ghé đây ăn không cô? Dạ con. Cô hay ăn món gì ở quán này cô ha? À? Bò kho. Bò hủ tiếu bò kho. Cô thấy cái hủ tiếu bò kho ở đây có ngon không? Cô thấy giá thế nào cô? À, giá phải chăng ăn được. Phỏng vấn bà chủ của thực thụ của quán Phùng Ký Mì Gia. Đây là bà Mai, mẹ của chị Phụng. Đây, chị Phụng là chị áo xanh này đây. Đây là bà Mai, là chủ quán của quán mì Phùng Ký. Bà ơi, cho con hỏi là quán mì mình mà mở lâu chưa bà? Lâu rồi. Là khoảng bao nhiêu năm rồi bà ha? Mấy năm rồi, tôi bán rồi, mấy chục năm. Dạ. Yeah. Bán hồi lúc tôi làm dâu ở đây. À, dạ, 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 dạ. Bà chồng tôi. Dạ. Yeah. Mình chỉ có bán một địa điểm này thôi à? Bán địa điểm này. Dạ. Buổi sáng là mình bán từ mấy giờ bà? À, bán 6 giờ, tới 12 giờ. Và chiều từ 4 giờ tới 8 rưỡi tối. Dạ. Yeah. Gia đình mình là người gốc Hoa phải không bà Mai? Là mình bán cái quán hủ tiếu với mì Phùng Ký này là qua mấy đời rồi ạ? 4 đời. 4 đời luôn rồi ạ. Dạ rồi, con cảm ơn bà Mai nhiều ạ. Chúc bà Mai bán đông khách. Bác ơi, các bạn chẳng đang thắp nhang là người ba của chị Phụng đó. Chị Phụng là thế hệ thứ tư. Đây, Phụng đây.